Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ hai ngày 26 tháng 2 năm 2024 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa chúc mừng cán bộ viên chức ngành y tế nhân kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27 tháng 2. Giao ban Ủy ban Nhân dân tỉnh cho ý kiến về một số nội dung quan trọng. Nhìn lại công tác tuyển quân năm 2024, những kinh nghiệm và bài học rút ra để làm tốt hơn nhiệm vụ tuyển quân thời gian tới. Hội đồng hương Hưng Yên tại tỉnh Hải Dương gặp mặt đầu xuân Giáp Thìn 2024. Lập lại trật tự đô thị chuẩn bị cho lễ hội văn hóa dân gian Phố Hiến. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27 tháng 2 năm 1955, 27 tháng 2 năm 2024, chiều nay đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên đã tới thăm, tặng hoa chúc mừng và động viên cán bộ, công chức, viên chức ngành y tế tại Sở Y tế, Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh và Trung tâm Y tế thành phố Hưng Yên. Sau khi nghe lãnh đạo Sở Y tế báo cáo khái quát tình hình hoạt động của ngành y tế, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa biểu dương kết quả mà ngành y tế đạt được trong công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân, đồng thời chia sẻ những khó khăn, vất vả, áp lực của đội ngũ cán bộ, bác sĩ, nhân viên y tế ngày đêm âm thầm cống hiến vì sức khỏe của nhân dân, nhấn mạnh vai trò vị thế của ngành y tế là ngành bảo vệ sức khỏe cho toàn xã hội. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn tập thể cán bộ, nhân viên toàn ngành tiếp tục nỗ lực hơn nữa, khắc phục khó khăn, nhiệt huyết trong công việc, nâng cao trình độ, năng lực, nêu cao y đức, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác điều trị dự phòng, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho nhân dân. Sự hy sinh, cống hiến, lao động quên mình của lực lượng y bác sĩ của tỉnh nhà trong cái điều kiện mà chúng ta không được như các địa phương khác, thế nhưng mà anh em ở lại với ngành và làm tốt cái vai trò nhiệm vụ của mình thì có thể nói là với một cái sự tâm huyết, trách nhiệm rất cao, và cái quan trọng hơn đấy là cái lòng yêu nghề, say mê với nghề mà mình đã lựa chọn, thì chỉ có những nhân tố ấy mới có thể níu chân cho lực lượng y bác sĩ của chúng ta yên tâm, cho dù khó khăn thế nào thì cũng hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Để giải quyết những khó khăn hiện nay của ngành y tế, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Sở Y tế tham mưu đề xuất cơ chế chính sách thu hút nguồn nhân lực y bác sĩ, nhất là về hệ thống các bệnh viện công, Ủy ban Nhân dân các cấp và các sở ngành chức năng quan tâm bố trí kinh phí, cơ chế mua sắm, trang thiết bị, sinh phẩm, hóa chất, xét nghiệm, không để xảy ra tình trạng thiếu thuốc chữa bệnh. Bố trí kinh phí, các nguồn vốn đầu tư để nâng cấp, xây mới, sửa chữa kịp thời đồng bộ cơ sở vật chất kỹ thuật của ngành y tế, gắn với đó là việc thường xuyên bảo đảm kinh phí để mua sắm các trang thiết bị, rồi sinh phẩm, rồi hóa chất xét nghiệm v.v. đang rất là cần, đặc biệt là trong vấn đề bảo đảm thuốc chữa trị cho người bệnh, làm tốt công tác y tế dự phòng ở các cấp, tiếp tục quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ y bác sĩ, để làm sao đấy mà chúng ta vừa một mặt là tiếp nhận các cái phương pháp kỹ thuật chữa trị tiên tiến hiện đại, đầu tư trang thiết bị máy móc, nhưng mà chúng ta phải có con người, có lực lượng y bác sĩ có đủ năng lực, trình độ ngang tầm để tiếp nhận những cái phương pháp kỹ thuật mới để vận hành cái hệ thống trang thiết bị y tế hiện đại. Thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tặng cán bộ, nhân viên ngành y tế lãng hoa, chúc cán bộ, công chức, viên chức ngành y tế dồi dào sức khỏe, trí tuệ, bản lĩnh, nâng cao y đức, thực hiện tốt sứ mệnh bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân. Tiếp đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã đến thăm chúc mừng Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh và Trung tâm Y tế thành phố Hưng Yên. Sáng nay, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên chủ trì hội nghị giao ban với các thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố để cho ý kiến về một số nội dung quan trọng. Hội nghị đã nghe Sở Nội vụ trình các nội dung ban hành kế hoạch sử dụng biên chế cán bộ, công chức cấp xã gắn với sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025, xếp hạng lại đơn vị sự nghiệp công lập và thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ đối với Ban Quản lý Dự án Công trình Giao thông trực thuộc Sở Giao thông Vận tải Hưng Yên.
giao biên chế công chức và lao động hợp đồng làm việc hỗ trợ phục vụ trong cơ quan tổ chức hành chính trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2024, giao số lượng cán bộ công chức cấp xã và số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2024. Dự thảo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi bổ sung một số điều của quyết định số 79 ngày 4 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường Hưng Yên. Dự thảo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức lại Trung tâm khuyến công và xúc tiến thương mại Hưng Yên trực thuộc Sở Công Thương. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn yêu cầu các ngành giải thích làm rõ một số nội dung trong các dự thảo tờ trình, trong đó tập trung vào một số nội dung như sắp xếp các đơn vị hành chính, giao biên chế công chức và lao động hợp đồng tại các cơ quan tổ chức hành chính, giao số lượng cán bộ công chức cấp xã và số lượng người hoạt động không chuyên trách cấp xã, chuyển chức năng nhiệm vụ quản lý chất thải rắn từ Sở Xây dựng sang Sở Tài nguyên và Môi trường. Đồng thời đề nghị các huyện, thị xã, thành phố nghiên cứu việc đổi tên các xã trong quá trình sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025. Đối với vấn đề tự chủ trong quá trình tổ chức lại Trung tâm khuyến công và xúc tiến thương mại Hưng Yên trực thuộc Sở Công Thương, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Công Thương nghiên cứu lại chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm khuyến công và xúc tiến thương mại Hưng Yên theo đúng quy định trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét cho ý kiến. Tiếp theo là công điện biểu dương cán bộ, nhân dân, lực lượng vũ trang tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố tỉnh Hưng Yên hoàn thành giao quân năm 2024. Thực hiện căn cứ các quyết định số 82 ngày 4 tháng 10 năm 2023, số 74 ngày 15 tháng 9 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân năm 2024, quyết định số 2590 ngày 4 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc giao chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ và tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân năm 2024. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố đã triển khai thực hiện đầy đủ các khâu, các bước trong quy trình tuyển chọn theo đúng sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh, kế hoạch, hướng dẫn của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, các ban ngành, đoàn thể tỉnh. Ngày 25 tháng 2 năm 2024, tổ chức lễ giao nhận quân trang nghiêm, trọng thể, đúng quy định, thực sự là ngày hội của tuổi trẻ lên đường bảo vệ Tổ quốc. Đến 8 giờ 45 phút, toàn tỉnh đã giao đủ 2.106 công dân cho các đơn vị quân đội và công an nhân dân đảm bảo an toàn tuyệt đối, đúng luật định. Thay mặt Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh Trần Quốc Văn. Thưa quý vị và các bạn, hôm qua ngày 25 tháng 2, tỉnh Hưng Yên đã giao hơn 2.000 tân binh lên đường làm nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc. Năm nay, do các địa phương chủ động và có những biện pháp kiên quyết từ sớm nên công tác gọi tuyển không còn khó khăn, chất lượng tân binh cũng tốt hơn những năm trước. Xã Vương Triều, thành phố Hưng Yên nhiều năm luôn gặp khó trong công tác gọi tuyển chọn thanh niên nhập ngũ. Ngoài những nguyên nhân chung như các địa phương khác là thanh niên đi học, đi làm ăn xa nhiều, thì nhiều thanh niên trong độ tuổi địa phương này còn làm hồ sơ xin đi xuất khẩu lao động trước thời điểm gọi tuyển. Khắc phục tình trạng trên, năm 2023, xã đã có nhiều biện pháp chủ động từ sớm như theo sát quản lý các thanh niên trong độ tuổi, làm giấy gọi thanh niên công tác xa trở về. Nhờ đó năm nay, xã đã giao 15 tân binh nhập ngũ, tăng 6 chỉ tiêu so với năm ngoái. Ngay từ tháng 9, chúng tôi cũng đã làm tốt công tác rà soát thanh niên trong độ tuổi nghĩa vụ quân sự, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động đến các hộ gia đình có thanh niên trong độ tuổi nghĩa vụ quân sự. Với các trường hợp đi làm ăn xa, yêu cầu gia đình gọi về để thực hiện việc khám tuyển. Các thanh niên đã trúng tuyển, giao cho các hội đoàn thể, các cấp ủy chi bộ thường xuyên cùng kết hợp với gia đình để quản lý chặt chẽ số lượng thanh niên, đảm bảo quân số. Cùng với việc chỉ đạo quyết liệt các xã thị trấn trong công tác rà soát nguồn, lên danh sách cụ thể những thanh niên trong độ tuổi, trên cơ sở đó gọi sơ tuyển nhằm đảm bảo tính công bằng, huyện Khoái Châu còn áp dụng biện pháp kiên quyết với những trường hợp không chấp hành hoặc tìm lý do né tránh. Năm nay Ban Thường vụ Huyện ủy ra cái chỉ thị để lãnh đạo công tác tuyển chọn mà gọi công nhân nhập ngũ, mà năm nay chúng tôi đã tổ chức xử lý 256 trường hợp vi phạm, lấy tổng thu gần 3 tỷ đồng cho ngân sách huyện. Chính vì thế mà năm nay công tác tuyển chọn nó thuận hơn rất nhiều.
Năm 2024, Hưng Yên được giao chỉ tiêu 2.106 công dân nhập ngũ. Nhờ chủ động trong công tác tuyên truyền, rà soát, nắm nguồn từ sớm, đồng thời kiên quyết xử lý, xử phạt với những trường hợp vi phạm nên các địa phương đã không còn khó khăn như những năm trước đây. Tư tưởng các tân binh trước lúc lên đường đều rất vững vàng, sẵn sàng nhập ngũ, số lượng giao tăng hơn 50 người so với năm ngoái. Đến thời điểm này mà nói là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ về công tác tuyển quân, sức khỏe loại 1 và loại 2 là chiếm 83%, tốt nghiệp phổ thông trung học là 66,4%, cao đẳng và đại học là chiếm 12,5%. Các địa phương năm ngoái gặp nhiều khó khăn, ví dụ như thành phố Hưng Yên, huyện Tiên Nữ và Phục Cừ. Song năm nay thì với sự triển khai đồng bộ các biện pháp và giải pháp, các địa phương đều bảo đảm tốt về cái chỉ tiêu tuyển quân, và đến nay thì các cơ quan đơn vị tiến hành tổ chức nhận quân đã thông báo về là các cháu hiện nay đã đang củng cố ổn định. Bên cạnh đó, công tác đào tạo giới thiệu việc làm cho bộ đội xuất ngũ cũng được quan tâm. Những kinh nghiệm bài học từ các biện pháp xử lý kiên quyết, sự vào cuộc có hiệu quả của cả hệ thống chính trị sẽ tiếp tục được áp dụng trong công tác tuyển gọi thanh niên nhập ngũ những năm tiếp theo. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình thời sự. Chiều qua tại thành phố Hải Dương, Ban Liên lạc Hội đồng Hương Hưng Yên tại Hải Dương tổ chức gặp mặt đầu xuân Giáp Thìn 2024. Đoàn đại biểu tỉnh Hưng Yên do đồng chí Quách Thị Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn đến dự. Buổi gặp mặt diễn ra vui tươi phấn khởi trước những kết quả toàn diện ấn tượng mà hai tỉnh Hưng Yên và Hải Dương đạt được trong năm 2023, nhất là tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt mức cao, thu hút vốn FDI đạt kỷ lục. Hội đồng Hương Hưng Yên tại Hải Dương hiện có hơn 500 hội viên sinh hoạt tại 24 chi hội. Bên cạnh những hoạt động nghĩa tình, hội còn có nhiều việc làm thiết thực cụ thể hướng về quê hương. Năm 2023 đã chuyển về ủng hộ đóng góp trên 10 tỷ đồng để xây dựng quê hương. Khi về quê hương thì rất phấn khởi, rất tự hào và cũng thấy rằng đó người Hưng Yên, dòng máu Hưng Yên vẫn luôn luôn trong khó khăn vẫn vươn lên để tự khẳng định mình. Qua cái báo cáo của hai tỉnh mỗi khi gặp mặt hàng năm thì thấy rằng là có nhiều mặt thì Hưng Yên còn phát triển nhanh và bền vững, cái này cái rất mừng. Và những người con Hưng Yên, những cái dòng máu Hưng Yên thì thấy rằng cái này tự hào và rất trân trọng, rất phấn khởi. Đồng chí Quách Thị Hương tặng hoa và quà của tỉnh, chúc mừng Hội đồng Hương, thông báo khái quát tình hình phát triển kinh tế xã hội, công tác xây dựng Đảng của tỉnh năm 2023 và định hướng những năm tiếp theo. Đồng chí mong muốn những người con Hưng Yên tại tỉnh Hải Dương tiếp tục đoàn kết, phát huy truyền thống quê hương, phấn đấu hoàn thành tốt nghĩa vụ công dân và nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự phát triển chung của hai tỉnh. Nhân dịp này, Ban Liên lạc Hội đồng Hương Hưng Yên tại Hải Dương tổ chức chúc thọ cho một số hội viên và khen thưởng những tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động của hội năm 2023. Thưa quý vị và các bạn, hướng tới kỷ niệm ngày truyền thống nhiếp ảnh Việt Nam 15 tháng 3 năm 1953, 15 tháng 3 năm 2024, sáng nay, Chi hội nghệ sĩ nhiếp ảnh tỉnh Hưng Yên tổ chức buổi lễ gặp mặt cùng nhau ôn lại truyền thống nhiếp ảnh Việt Nam. Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Khắc Hào, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh. Cách đây 71 năm, vào ngày 15 tháng 3 năm 1953, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh số 147 về việc thành lập doanh nghiệp quốc doanh chiếu bóng và chụp ảnh Việt Nam. Những năm qua, Chi hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam tỉnh Hưng Yên đã nỗ lực tập trung sáng tạo tác phẩm phản ánh toàn diện thành tựu về chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh, nhất là các hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh và của đất nước. Nhiều nghệ sĩ nhiếp ảnh đã có nhiều tác phẩm tham gia liên hoan ảnh nghệ thuật trong nước và quốc tế, góp phần quảng bá hình ảnh của địa phương đến bạn bè trong nước và ngoài nước. Nhân dịp này, Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam trao quyết định kết nạp hội viên và phong tước hiệu AV3 năm 2023 cho đồng chí Nguyễn Khắc Hào. Sáng nay, Hội Đông y tỉnh Hưng Yên tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27 tháng 2 và triển khai học tập 9 điều y huấn cách ngôn của đại danh y Hải thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác. Dự và tặng hoa chúc mừng có Thầy thuốc nhân dân Phó Giáo sư Tiến sĩ Đậu Xuân Cảnh, Chủ tịch Trung ương Hội Đông y Việt Nam.
kế thừa và phát huy truyền thống tự hào của ngành y tế Việt Nam nói chung, ngành y tế tỉnh nhà nói riêng. Những năm qua, các cấp hội đông y trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền, chủ động tìm kiếm nguồn dược liệu theo phương châm thầy tại nhà, thuốc tại vườn và kết hợp với các phương pháp vật lý trị liệu để phục vụ nhân dân. Đây là dịp để cán bộ y tế cùng nhau ôn lại truyền thống ngày thầy thuốc Việt Nam 27 tháng 2, học tập đại danh y Hải Tử Lãn Ông Lý Hữu Trác về y đức, y đạo, y thuật. Từ đó, kế thừa bảo tồn và phát triển nền y dược cổ truyền Việt Nam, kết hợp với y học hiện đại để làm tốt công tác khám chữa bệnh. Thưa quý vị và các bạn, khoảng 22 giờ ngày 24 tháng 2, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên tiếp nhận bệnh nhân nam giới Tạ Văn Hát, 19 tuổi, chấn thương sau tai nạn xe máy đâm ô tô, vào viện trong tình trạng suy hô hấp, vật vã, kích thích, nhiều vết thương trên cơ thể. Bệnh nhân được chẩn đoán sốc đa chấn thương, gãy 5 xương sườn và xương đòn trái, vỡ cơ hoành T gây thoát vị hoành, vỡ lách độ 2, được chuyển mổ cấp cứu. Quá trình mổ, kíp phẫu thuật nhận thấy trường hợp hy hữu ở chấn thương của bệnh nhân. Dạ dày nằm trọn trên ngực trái, xuyên thấu và xoắn qua gan trái bị vỡ, cơ hoành vỡ. Kíp mổ nhanh chóng lên phương án xử trí, cắt gan trái, gỡ hạ dạ dày thoát vị trên ngực xuống ổ bụng và khâu lại cơ hoành, dẫn lưu màng phổi trái. Sau 2 giờ 30 phút, ca mổ xuyên đêm đã thành công tốt đẹp. Bệnh nhân đã được hồi sức tích cực tại khoa gây mê, hồi sức Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, để đảm bảo an toàn giao thông và mỹ quan đô thị, nhất là chuẩn bị cho lễ hội dân gian Phố Hiến, phường Quang Trung và phường Minh Khai thành phố Hưng Yên đã tiến hành lập lại trật tự đô thị, chống lấn chiếm vỉa hè lòng đường làm nơi kinh doanh buôn bán trái quy định. Tuy nhiên, công tác này cần quyết liệt và triệt để hơn, ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Đường Bãi Sậy là tuyến đường chính và là trục đường có nhiều cụm di tích trên địa bàn. Dù năm nay không còn tình trạng người dân buôn bán trước cổng đền Trần và đền Mẫu, nhưng để tiếp tục lập lại trật tự đô thị, đảm bảo mỹ quan trên tuyến đường trước khi diễn ra lễ hội dân gian Phố Hiến, phường Quang Trung và phường Minh Khai phối hợp với đội thanh tra trật tự đô thị thành phố tiến hành thu giữ và tháo dỡ các biển quảng cáo, các gian hàng ngồi không đúng vị trí. Ủy ban phường Quang Trung đã chủ trì phối hợp với các ban ngành đoàn thể giải tỏa các hộ vi phạm. Cho đến ngày hôm nay thì toàn bộ các hộ vi phạm đã được đi vào các lề lếp và vào các khu gian hàng tạm mà Ủy ban phường Quang Trung đã bố trí. Ủy ban phường đã triển khai để cho các lực lượng là dọn dẹp vệ sinh xung quanh khu vực đền Trần đền Mẫu cũng như là cổng Hồ Văn Nguyệt để làm sao mà đảm bảo cảnh quan môi trường ở nơi mà diễn ra lễ hội. Tuy nhiên, tại đền Trần đền Mẫu, việc trông giữ xe cùng với nhiều dịch vụ hàng hóa cúng lễ khác, viết sớ và dịch thẻ là những hoạt động ảnh hưởng đến hình ảnh của khu di tích đặc biệt quốc gia Phố Hiến dịp đầu xuân mùa lễ hội. Tại đây, nhiều người đeo băng đỏ tự xưng là tổ trông giữ xe đã thu tiền vé xe trái quy định. Cụ thể, với ô tô dưới 9 chỗ ngồi là 30.000 đồng một lượt và xe máy là 5.000 đồng một lượt. Vé xe không được niêm yết giá, thậm chí người trông giữ xe còn không ghi biển kiểm soát. Trước đó, ngày 28 tháng 2 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành quyết định số 10 quy định giá dịch vụ trông giữ xe. Theo đó, tại các khu vui chơi giải trí, lễ hội, danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa, giá xe ô tô chở khách từ 9 chỗ đến 30 chỗ ngồi chỉ có giá 8.000 đồng một xe một lượt, ban đêm là 14.000 đồng một xe một lượt. Tại khu vực đền Mẫu, khi mà lực lượng của phường Quang Trung nhắc nhở, tuyên truyền và thu giữ những đồ không được phép bày bán tại một quầy hàng ngay cổng đền, lực lượng tham gia và người dân hành lễ không khỏi bất bình về hành động và cách cư xử không đúng mực của người bán hàng. Không thu được đâu. Thế rồi mẹ, đừng thế thêm được cả cái xe đẹp này mình nghĩ sao? Mày không thu hết như này chứ. Đâu cũng sao không sao. Việc tiến hành lập lại trật tự đô thị tại khu vực diễn ra lễ hội văn hóa dân gian Phố Hiến là cần thiết. Tuy nhiên, nếu Ủy ban nhân dân phường Minh Khai và Ủy ban nhân dân phường Quang Trung chỉ chú trọng việc đảm bảo mỹ quan đô thị, đường thông hè thoáng, có lẽ là chưa đủ, mà cần phải lập lại văn minh những nét đẹp văn hóa, đời tôn nghiêm
thì lễ hội văn hóa dân gian Phố Hiến tới đây mới thật sự thành công và để lại ấn tượng đẹp trong lòng du khách. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.